Giờ mưa nha anh em. Nãy khò ra có một con chim ngay cho rồi, nó bay lên nhưng mà mưa đánh không được nha anh em. Giờ mới giấc mưa này, giờ là cũng 5 giờ rồi anh em. Để đánh thử kìa tôi có được con này nha. Hy vọng có cái clip coi đỡ buồn nè. Nhanh là đẹp, còn mưa nữa. Con này mình cũng đến 4 chân giò đá nha anh em nha. Nghe trời vậy, dòng mòn mòn. Hết mưa anh em nha, hy vọng buổi về đấu xuyên anh em nha.
Bye.
đây anh em, bắt được bố này nha anh em. Trời mưa giữa, trời mưa con bố nó ướt nhịp, cùng nó đen thua hết nha anh em nhé. Mà bố đồng có gù vấp nha anh em nha, gù vấp cũng mới tí. Rồi, chào anh em.